chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, đúng trong tháng 11 âm lịch 2024. Trời ban lộc lớn, gặp thời phất mạnh đổi đời, sống cuộc sống giàu sang sung sướng, tiêu tết thả ga. Tổng quan tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần 1962 là tuổi con hổ, năm sinh âm lịch, Nhâm Dần, thuộc mệnh kim, kim bạch kim, vàng trang sức. Mệnh nam, cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Mệnh nữ, cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Nhâm Dần được Phật Đại Nhật Như Lai ban phúc, Phật Bất Động Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật Tỳ Sa Môn hộ mệnh, Phật Hư Không Tạng Bồ Tát bảo hộ. Hành thủy khiến cho tính cách của Nhâm Dần nhẹ nhàng hơn, thanh bình hơn, họ nhạy cảm, cởi mở và ít nóng nảy hơn so với những tuổi Dần còn lại. Người sinh năm này cũng có khả năng kiểm soát cảm xúc và tập trung chú ý tốt hơn, mạnh mẽ không kém các tuổi Dần khác. Nhưng Nhâm Dần không phải vật lộn để kiểm soát sức mạnh của mình. Họ ít tức giận hơn khi mọi việc không diễn ra như dự định và có thể thích ứng tốt hơn với những thay đổi thói quen vào phút chót. So với các tuổi Dần còn lại, hổ nước ít lao vào những nhiệm vụ không khả thi vì họ dễ chấp nhận sự việc hơn. Điều này không có nghĩa là Nhâm Dần mất đi bản năng muốn cải cách hoặc nguyện vọng chống lại cái xấu. Hành thủy chỉ khiến họ trở nên dị tha hơn mà thôi. Bản năng của hổ là liên tục tìm kiếm điều gì đó để chống đối, nhưng Nhâm Dần có thể sử dụng sức mạnh nội tâm để hợp tác với những người khác thay vì liên tục chiến đấu chống lại họ. Không quá đam mê và tâm trạng khá ổn định, Nhâm Dần vững vàng hơn và có thể sử dụng tài năng của mình cho những điều tốt đẹp. Yếu tố nước giúp Nhâm Dần biết nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, biết lắng nghe và quan tâm chăm sóc những người quanh mình, họ có thể hòa mình, thông cảm với những khó khăn và cảm xúc của người khác, thay vì nhìn nhận họ như mục tiêu để chiến đấu. Con giáp này thường tỏ ra nhân ái, cảm thông và giàu lòng trắc ẩn, trực giác tốt hơn và thực tế hơn. Nhâm Dần cũng rất giỏi trong giao tiếp và ít mắc sai lầm trong các nhận định của mình. Họ có tài thuyết phục, ăn nói cực kỳ lưu loát và có thể thành công trong thương thảo. Tuy nhiên, Nhâm Dần hơi thiếu quyết đoán, biểu hiện của tập quán quan sát và chờ đợi trước khi dồ mồi của hổ. Đôi khi người ta cũng bắt gặp con giáp này đang mơ màng, không bằng mọi giá tiến tới mục tiêu như những tuổi Dần khác. Màu hợp với tuổi Nhâm Dần là màu vàng, trắng. Màu khác với tuổi Nhâm Dần là màu đỏ. Tính cách tuổi Nhâm Dần. Tuổi Nhâm Dần, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Khí kim lạnh lùng, sát phạt tiêu điều, nên tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Từ lúc còn nhỏ, tuổi Nhâm Dần đã là những đứa trẻ khá bướng, uống nắng, dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ hơn nói chuyện, bộc bạch. Khi đã làm việc thì họ quyết đoán, mạnh mẽ, cương nghị. Tuổi Nhâm Dần trọng công bằng, trọng lý lẽ, sống có nghĩa khí, công tâm. Tuổi Nhâm Dần là những người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Họ thích suy nghĩ, có sức tập trung cao độ trong tư duy, công việc. Khi họ suy nghĩ, làm việc, nghiên cứu dường như không bị tác động bởi ngoại cảnh, quên mọi thứ quanh mình, trầm tư. Mọi hoạt động của họ lúc này hướng cả vào vấn đề cần giải quyết, giống như một con lạc đà khi nhịn khát mấy ngày thì nó uống nước quên cả mối đe dọa xung quanh. Tuổi Nhâm Dần ý thức cao về bản thân, cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người, giàu chí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh sự nghiệp. Con số hợp với tuổi Nhâm Dần là số 2, 5, 6, 7, 8. Con số khắc tuổi Nhâm Dần là số 9. Sự nghiệp tuổi Nhâm Dần. Họ yêu thích sự tự do trong cuộc sống và sự tự chủ trong công việc. Họ không muốn bị người khác lãnh đạo hay sai bảo. Dám nghĩ dám làm là điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Nhâm Dần. Họ cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ người thân, bạn bè. Những con người ngay thẳng và chính trực này thường khá linh hoạt, biết tùy cơ ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, họ giống người tuổi Bính Dần ở tính cách nóng dội. Đây là điều mà cả hai nên học tập người tuổi Giáp Dần.
Nếu khắc phục được nhược điểm này, thành công sẽ đến với họ dễ dàng hơn. Đa số người tuổi Nhâm Dần có hiểu biết rộng, có khả năng giải quyết công việc một cách hiệu quả và biết cách quản lý tài chính. Nếu được sao tốt tương trợ thì mọi việc với họ đều trở nên thuận lợi. Họ luôn ngay thẳng, chính trực, có đối sách kịp thời trước mọi nguy cơ, biết tùy cơ ứng biến. Tuy khó tạo dựng được sự nghiệp lớn nhưng họ cũng không phải lo lắng về tiền tài, việc kinh doanh sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Nếu không được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì họ thường vì theo đuổi thiếu những thiếu thực tế mà không đạt được kết quả gì. Hơn nữa, họ cũng thường xuyên vướng vào những chuyện thị phi, ảnh hưởng sự nghiệp. Đôi khi, vì chạy theo sự tư lợi mà họ không thể sống an phận, thậm chí còn tự chuốc lấy nhiều rắc rối, thất bại. Tuổi Nhâm Dần rất có duyên với các lĩnh vực như chính trị, quản lý tài chính, ngân sách, kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản hay vàng bạc, đá quý, thường có thành tựu cao. Tính công tâm, nghiêm túc đưa một số người có duyên đến với luật pháp, thẩm phán. Tư duy nhạy bén, chính xác của họ rất lợi đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, vật lý. Tuổi Nhâm Dần làm về công nghệ có thể trở thành kỹ sư, chuyên gia hay thợ giỏi. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 11 âm lịch của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí, Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của tiết đồng chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đồng chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp thấy rõ, phương diện sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần trong tháng mới có nhiều thuận lợi. Sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới may mắn cho bạn, hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, lại có quý nhân tả phù chỉ dẫn tuổi Nhâm Dần cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó. Bản mệnh làm việc hiệu quả thu về nhiều lợi ích, bạn có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể. Cuối tháng bạn nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Bạn làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn, khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, không còn phải mất công loay hoay mò mẫm chút một. Ngoài ra, con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao mà bạn tốn công sức dung đắp thường ngày được dịp phát huy công dụng khi cần, đem tới cho bản mệnh nhiều sự hậu thuẫn đắc lực, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàng một vài thử thách nhất định, nhất là khi có thiên cẩu hung tinh rình rập, điềm báo sẽ có tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ. Một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ, nếu bạn giữ được bình tĩnh cần thiết thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình, lấy lại thế chủ động. Chiêu trò của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng, sau khi hoàn thành bạn sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt. Hãy nhìn vào đó để có thêm động lực, dù có căng thẳng một chút thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi. Điều quan trọng vẫn là cách bạn đối diện với vấn đề. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng mới của 12 con giáp cho thấy công việc đang trên đà thuận lợi, thì không có lý do gì mà tài vận của người tuổi Nhâm Dần lại không có tiến triển cả. Nguồn thu nhập trong tháng mới của bản mệnh cũng được dự báo nhiều sự cải thiện.
Nhờ nguyệt lệnh Trường Sinh nở rộ, lại thêm thực thần soi rọi giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho tuổi Nhâm Dần. Nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Lúc này không chỉ chính tài tăng rõ rệt, mà thứ tài cũng ngày càng sáng, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn. Việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong tháng tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương nên tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán. Hợp tác làm ăn tỷ lệ thành công khá cao, sẽ giúp bạn nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người kinh doanh buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước. Các mối làm ăn cũ mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi, nên doanh thu luôn được đảm bảo có lợi cho cả đôi bên. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu, tuổi Nhâm Dần sẽ kiếm thêm lợi nhuận lớn, thậm chí vượt xa so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, tuổi Nhâm Dần vẫn cần hành sự thận trọng. Nhất là trong đầu tư, bạn cũng cần làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy cho tương lai sau này. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 11 âm lịch. Về tình duyên, bản mệnh có thể sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đất Trường Sinh giúp đào hoa khởi dượng, người con độc thân sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Các mối nhân duyên của bạn có thể sẽ bắt đầu từ mai mối, do đó, con giáp này không nên từ chối các cơ hội được giới thiệu từ bạn bè. Tuy nhiên, nhân duyên dưỡng sẽ kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, nếu không bạn sẽ rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Với các cặp đôi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau thì mối quan hệ sẽ luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải bất đồng. Cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ, nên nhanh chóng đồng cảm với sự khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 11 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Nhâm Dần trong tháng 11 âm lịch này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuổi Nhâm Dần được Trường Sinh thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện được âm dương hài hòa, hỗ trợ sức khỏe đảm bảo bệnh tật sẽ tự tránh xa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Nhâm Dần nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Cẩm nang dượng dẫn cho con giáp tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 11 âm lịch 2024. Khẩu quyết: trong tháng 11 âm lịch, bản mệnh may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ, chỉ bảo tận tình nên đạt được nhiều thành công nhất định. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu trắng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 11 âm lịch 2024 của người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tiếp nối những may mắn vận khí của người tuổi Nhâm Dần trong tuần mới khá lý tưởng, nhờ có sao tốt thiên đức chiếu mệnh, những gì bạn làm sẽ được mọi người công nhận và tôn trọng. Bản mệnh cũng có thêm cơ hội phát triển. Để hạn chế những rắc rối không đáng, bạn cũng nên chú ý đến quá trình giao tiếp, chớ vội gạt bỏ ý kiến của người khác một cách thẳng thừng, ngạo mạn. Công việc có nhiều tiến triển lạc quan, vẫn còn đó những thách thức, nhưng đó đồng thời cũng là cơ hội để bạn bứt phá trong thời điểm này. Do đó, tuổi Nhâm Dần càng phải tập trung tự tin, quyết tâm và không chùn bước trước khó khăn. Ngoài ra, bạn cũng nên tận dụng sức mạnh của đội nhóm để đạt được thành công. Tuần này tài lộc khá tốt, tuổi Nhâm Dần có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập hơn ngay từ đầu tuần, nhưng đừng lơ là cảnh giác vì hung tinh kiếp tài rình rập. Nhắc nhở bạn hãy chú ý đến những khoản đầu tư thận trọng và đừng tham lam theo đuổi lợi nhuận bấp bênh, kẻo sẽ phải trả giá. Về chuyện tình cảm, đối với những người độc thân, cuối tuần là thời điểm tuyệt vời để có cơ hội kết thêm bạn mới, càng tham dự nhiều sự kiện xã giao, bạn càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người cùng tần số,
cùng sở thích. Đối với những người đang yêu, mối quan hệ giữa hai bên sẽ tốt đẹp hơn nhờ có sự thấu hiểu và bao dung. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy thái dương các tinh độ mệnh, các kế hoạch diễn ra đúng như mong muốn, giúp tuổi Nhâm Dần có thêm cơ hội để học hỏi và rèn luyện bản thân. Ngay từ đầu tuần, bạn đã gặt hái được những thành tích quan trọng. Chất lượng công việc gần như không có gì phải chê trách, cấp trên không tiếc dành cho bạn những lời ngợi khen và tuyên dương bạn trước tập thể. Tuy nhiên, càng về cuối tuần vận khí càng giảm sút, do sự xuất hiện của hung tinh Thiên Quan sẽ có những chuyện rắc rối bất ngờ xảy ra, mối quan hệ với đồng nghiệp nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi. Do những ganh ghét từ trước đó, thì phi chẳng chừa một ai, nhất là khi con giáp này không cẩn trọng lời ăn tiếng nói, thì càng dễ gặp phải tai bay vạ gió. Đây sẽ là một tuần kiếm tiền thuận lợi với con giáp này, cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên, có thể Nhâm Dần sẽ gặp được cơ hội kiếm tiền hiếm có. Chỉ cần chịu khó vất vả một chút là sẽ có được tiền bạc trong tay. Những ngày cuối tuần bạn nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý, tránh xa đà vào chuyện mua sắm. Chuyện tình cảm trong tuần khởi sắc, nhất là với những người đang có đối tượng tìm hiểu, đôi bên có sẵn hảo cảm về nhau nên quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy duyên phận bất ngờ nhưng lại mang tới hạnh phúc vô bờ bến, khiến bạn chỉ muốn đắm chìm trong vị ngọt tình yêu mà thôi. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Người tuổi Nhâm Dần được dự báo có một tuần gặt hái được khá nhiều thành quả trên con đường sự nghiệp. Những công sức mà bạn phải bỏ ra cuối cùng cũng mang lại hoa trái ngọt lành. Sự tự tin tăng vọt cũng giúp con giáp này mạnh dạn triển khai các kế hoạch quan trọng, đưa ra các ý tưởng sáng tạo thú vị. Thời điểm này, tuổi Nhâm Dần thoải mái thể hiện được năng lực của mình, được cấp trên tín nhiệm và giao cho nhiều trọng trách. Bản mệnh có thể sẽ phải chịu khá nhiều thách thức, nhưng đó chính là những thử thách mà con giáp này phải vượt qua nếu muốn chạm tay tới mục tiêu của mình. Không chỉ công việc, tuần này còn là thời điểm tài lộc dưỡng phát. Thu nhập của tuổi Nhâm Dần khá ổn định, không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, nên rất thoải mái trong chi tiêu. Những lúc tiền đang đầy túi, chỉ cần bạn biết cân đối hợp lý, không tiêu xài quá đà thì sẽ không phải lo lắng điều gì. Chuyện tình cảm, có sao bách diệt chiếu mệnh, báo hiệu đào hoa nở rộ. Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với con giáp này, mang tới cho bạn những mối duyên tốt đẹp bất ngờ. Với các cặp đôi, nhờ có đối phương thấu hiểu và chia sẻ nhiều chuyện, cũng là động lực để bản mệnh cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tử vi tuần mới của tuổi Nhâm Dần cho thấy bản mệnh sẽ đón nhận nhiều niềm vui ở khía cạnh tình cảm. Không những thế, đây cũng sẽ là thời điểm hoàn hảo củng cố lại các mối quan hệ của tuổi Nhâm Dần. Dẫu cho đó là mối quan hệ đối tác làm ăn hay mối quan hệ tình cảm, bạn đều sẽ tìm được chìa khóa thành công thông qua những cuộc trò chuyện chân thành và sâu sắc. Tuần này người tuổi Nhâm Dần có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc. Có những thời điểm dự án mà bạn tham gia sẽ có kết quả vượt trội. Đây sẽ là thời điểm để bạn gặt hái thành quả bấy lâu nay của mình. Mục tiêu quan trọng nhất của bản mệnh chính là vấn đề tài chính. Cắt giảm chi tiêu sẽ là một điều khó khăn với bạn, nhưng với một mục tiêu tiết kiệm rõ ràng, trước mắt mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Dần là một trong những khía cạnh mà bản mệnh lo lắng nhất. Bạch hổ hung tinh mang điềm báo tai họa, họa huyết quang, ma chay. Nhìn chung, trong tuần bản mệnh cần lạc quan để tránh quá căng thẳng khi rắc rối xảy ra với mình. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là nam mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức là các tinh, phúc tinh, giúp hóa giải vận xấu, mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này, tuổi Nhâm Dần nam mạng dễ bị bệnh nặng, tiêu tốn nhiều tiền bạc để chữa trị. Dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi đều khó thành,
dễ xảy ra thất bại. Theo Dận Niên, theo Tử Vi tuổi Dần 2024, bước sang năm con rồng, đương số gặp Dận Niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Dận Niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì nam mạng nhâm dần cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Không khí gia đình tươi vui, được con cháu kính trọng. Quá giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây quả bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, theo sao chiếu mệnh, sao thủy diệu. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, trong nhà có nhiều chuyện vui như cưới hỏi của con cháu. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Quý bạn cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Ngoài ra, nếu ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất vào tháng 11 âm lịch, cần hết sức thận trọng. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng. Theo Dận Niên, theo tử vi tuổi Dần 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, đương số gặp Dận Niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Dận Niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì nữ mạng nhâm dần cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Không khí gia đình tươi vui, được con cháu kính trọng. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra.
Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, qua câu chuyện nước giếng và nước sông sau đây, để thấy rằng cứ mỉa mai sự yếu kém của người khác, thực ra lại đang tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Câu chuyện nước giếng và nước sông. Chuyện kể lại rằng có lần nước giếng tình cờ gặp được nước sông và cả hai cùng tỏ ra khá bất ngờ vì cuộc hội ngộ này. Nước giếng lên tiếng chào hỏi trước, nhưng giọng điệu không giấu được sự tò mò, hoài nghi: "Bạn ơi, bạn là ai thế?" Nước sông đáp: "Chào bạn, mình là nước sông, bạn cũng biết mình, còn bạn là ai vậy?" Nước giếng trả lời kèm theo một câu hỏi: "Mình là nước giếng, sao lại lại vậy nhỉ? Tại sao có nước giếng rồi, mình vẫn còn có cả nước sông cơ chứ?" Nước sông không chịu nhường nhịn, lập tức đáp lời: "Thế bạn không biết rồi, nếu không có nước sông thì dạng sự dạng vật đều không thể sinh tồn được. Trong nước sông của mình có chứa nhiều sinh mệnh khác nữa, hằng hà sa số là các loại cá và sinh vật khác, có phải có nước sông để tồn tại. Thế nước sướng của bạn có làm được gì không? Vì theo tớ thấy, dù không có các cậu, thì thế giới vẫn phồn qua đấy thôi." Nước giếng nghe xong liền nói: "Nước sông các bạn có thể đi đến từng ngóc ngách của thế giới không? Vậy mà nước giếng chúng mình lại có thể làm được. Thế này nhé, bất kể là ở nơi đâu, chỉ cần đào đất lên là chúng mình có thể phục vụ nhu cầu của mọi người rồi. Hơn nữa, con người có thể lấy hoài cũng không hết, dùng hoài mà vẫn còn, không có nước sông các bạn thì dạng vật vẫn sống tốt thôi." Có một người khách du lịch đi ngang qua và nghe được câu chuyện nước giếng và nước sông, người này mới nói với cả hai rằng: "Hai người tranh giành nhau thì có ích gì cơ chứ, kỳ thực hai bạn đều rất quan trọng, mỗi một dòng nước đều là một bộ phận không thể thiếu trên thế giới này. Các bạn có biết cả hai tại sao lại phát sinh tranh luận với nhau không? Là vì trong tâm cả hai chỉ có chính mình, chỉ coi mình là quan trọng, đều là lấy sở trường của mình mà so với khuyết điểm của người khác. Nếu biết nhìn vào sở trường của người khác thì mới thấy bản thân mình lúc nào cũng còn thiếu kém." Nước sông và nước giếng nghe xong thì đều xấu hổ và làm hòa với nhau. Kể từ đó, cả hai sống vui vẻ, hòa thuận và tương trợ cho nhau, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nữa. Tâm phân biệt so sánh, chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác, nên sự phân biệt lớn nhỏ và người sang kẻ hèn, người khôn kẻ dại. Lời dạy về giá trị con người đã chỉ ra rằng mỗi người có một vai trò nhất định trong cuộc đời này, do đó mọi sự so sánh để chẳng đáng và cũng không cần thiết. Do đó, nếu người may mắn có cả bố lẫn mẹ thì đừng chê người ta là con quan, nếu có được gia đình hạnh phúc cũng đừng coi thường những người đã ly hôn, cũng đừng khinh thường những người bất hạnh trong hôn nhân, càng không nên đào bới vết thương của người khác. Bởi mỗi người trong chúng ta đều có sự lựa chọn cho riêng mình và tự chịu trách nhiệm với nó. Nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến họ thêm đau đớn. Tâm phân biệt so sánh cũng là khởi nguồn cho lòng đố kỵ, một tâm vô cùng xấu và có thể gây ra nhiều hậu quả. Con người chỉ đang làm khổ nhau thêm vì tâm tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, vì tâm si mê ganh ghét, muốn bảo vệ quyền lợi cho chủ nghĩa cá nhân của mình mà thôi. Thực ra, nếu có cái nhìn bao quát hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống cuộc đời cơ bản cũng chẳng hề khác biệt, chỉ là bạn cứ để tâm phân biệt so sánh làm lu mờ trí tuệ của mình mà thôi. Theo như Đức Phật nói, thì tất cả chúng ta cũng chỉ là một thể đồng nhất, dù là doanh nhân thành đạt, hay một người đầy học thức, cho tới người sửa xe đạp, quét rác, cũng không khác nhau là mấy, chẳng ai hơn ai, cũng chẳng ai thua kém ai, doanh nhân cũng phải vất vả kiếm tiền, người quét rác vẫn chăm chỉ mỗi ngày để mưu sinh. Có thể thấy, cả cuộc đời mình, mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống của tất cả họ đều nằm trong một dòng tuần hoàn, cơm áo gạo tiền, truy tìm hạnh phúc mà thôi. Học để hiểu rằng, những điểm tương đồng bên trong mọi vật, tất cả đều thật sự tương đồng, đều trống rỗng,
thấy mọi người như nhau, không tốt, cũng không xấu, không thông minh, cũng không ngu dốt. Khi đã học được, biết được sự tương đồng bên trong mọi vật, lúc bấy giờ, bạn sẽ biết cách cư xử, đối diện với những bất đồng bên ngoài một cách khôn ngoan và hiểu biết, nhưng cũng đừng dính mắc với sự tương đồng nữa. Vì quá sân si, nên ta chẳng cần để ý tới vấn đề của mình, nhưng rất hào hứng về chuyện người khác, đặc biệt chớ dội đánh giá ai qua lời của người khác, kẻo chính bạn nhận về trái đắng. Ngày nay, sự thuận tiện của mạng xã hội, nên nhiều người còn tỏ vẻ hả hê, bới móc cái xấu của người khác mà chê bai, lôi cả những chuyện trong quá khứ ra để đánh giá một con người, như thể trên đời này chỉ toàn những kẻ xấu xa vậy. Sự thật thì, phàm là con người thì ai chẳng có lỗi lầm, nếu cứ mãi miết đi chỉ ra vấn đề của người khác, còn tâm mình thì hoang vắng, cỏ mọc đầy lối lại không quan tâm, thì thật là dại hờ. Đến khi bản thân mình bị người khác chê bai ngược lại, thì nổi giận, hoang mang, sợ hãi, cuối cùng chính mình đã rơi vào cái bẫy của mình đã bày ra, lúc này có hối hận cũng đã quá muộn màng. Nếu người ta có lỗi thật, thì không thoát khỏi nhân quả báo ứng, chẳng cần bạn phải lên tiếng, đừng vì lỗi lầm của họ mà bạn lại trở thành người phạm lỗi, tự rước họa vào thân. Thế nên cần biết, làm người hãy bao dung, bỏ qua lỗi lầm của người khác, buông tha cho đối phương cũng là mở ra cho mình một con đường. Có câu nói rằng, làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt, chừa lại một chút đường lui và bậc thềm cho tương lai, là người điềm đạm, sống thật tâm mình. Những ai còn thích chê bai thì chỉ chiết người khác, thực ra đang cho thấy sự thiếu tu dưỡng của họ mà thôi. Vì người hiểu biết sẽ hiểu rằng, cuối cùng thì dành thời gian để sửa mình, chứ không nên lãng phí công sức để đi sửa người khác. Thực sự có tu dưỡng, người đều sống khiêm tốn, không tùy tiện hiển lộ tài năng hay chê bai người khác. Đừng cho rằng mình là kẻ thay trời hành đạo. Một trong những điều đại kỵ nhất trong đạo làm người của mình là tự cho mình cao quý mà xem thường người khác. Đừng kiêu ngạo xem thường người khác. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với một cái chén nhỏ, nhưng khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.